quý vị và các bạn, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức cho phép luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới. Đây được coi là việc chưa có tiền lệ khi mà ba bộ luật cùng được có hiệu lực sớm hơn 5 tháng so với nghị quyết trước đó và là sự cần thiết để ổn định nền kinh tế nói chung, thị trường nhà đất nói riêng. Bàn luận về nội dung có nhiều tính chuyên ngành luật như thế này, khách mời hôm nay của chúng tôi không phải là luật sư, lãnh đạo của đơn vị xây dựng chính sách, mà sẽ là một nhà nghiên cứu xã hội học, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, với các đánh giá cùng các góc nhìn gần gũi, thiết thực với cuộc sống hơn. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã nhận lời tham gia buổi tọa đàm hôm nay của Đài Hà Nội. Xin chào quý vị khán giả Đài Truyền hình Hà Nội. Vâng, và trước khi đi vào nội dung chính của buổi tọa đàm ngày hôm nay, mời ông cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Nếu lấy cái mốc cách đây 3 năm, 2021, khi thị trường bất động sản ngày một bị đẩy lên cao, nguy cơ bong bóng trực chờ, sự vào cuộc của chính phủ, các bộ, ngành trong khoảng từ cuối năm 2022 đã cho thấy tính khẩn trương, kiên quyết, rốt ráo khi ngăn chặn việc vỡ bong bóng ở thị trường bất động sản. Bởi nếu để xảy ra, sẽ có quá nhiều hệ lụy mà bài học nhãn tiền từ thị trường của Việt Nam năm 2017 và các nước quanh khu vực vẫn còn hiện hữu. Nhiều quyết sách đã được chính phủ đặt ra với mục tiêu cao nhất là ổn định, đưa giá của bất động sản trở lại đúng với giá trị thật và xây dựng thị trường phát triển minh bạch bền vững. Nhiều cuộc họp liên quan đến nội dung này cũng đã được tổ chức, trong đó chủ đề tháo gỡ khó khăn phát triển nhà ở xã hội được coi là trọng tâm. Các nội dung cụ thể đã được đặt ra và bàn thảo như liên quan đến thủ tục đất đai, vấn đề giải ngân gói 120.000 tỷ đồng hay thủ tục mua bán căn hộ được trình bày. Điều này cũng cho thấy sự quyết tâm và đồng lòng từ lãnh đạo cao nhất của chính phủ tới các đơn vị khi tham gia vào phát triển loại hình nhà dành cho người thu nhập thấp này. Mỗi địa phương nó có hoàn cảnh khác nhau, mỗi địa phương nó có cái điều kiện khác nhau. Thì phải vận dụng sáng tạo cái điều kiện chung nhưng mà có cái đặc thù của các cái địa phương. Các địa phương phải sáng tạo, phải làm cái việc này chứ. Làm sao mà trung ương lo hết được. Tôi nói nguyên về cơ chế sách thôi. Đấy thì là cũng phải vận dụng sáng tạo, hội đồng nhân dân có cấp ủy lãnh đạo, đúng không? Có hội đồng nhân dân là ban hành cơ chế chính sách hay là tù tại cái tỉnh đó, tại địa phương đó, rồi ủy ban dân tổ chức thực hiện. Đấy. Rồi các cấp các ngành và đặc biệt là cấp cơ sở, cấp huyện, cấp xã là phải tổ chức thực hiện cho thật tốt. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các quy phạm pháp luật được Quốc hội thống nhất ủng hộ và coi là nhiệm vụ trọng tâm. Ba bộ luật: đất đai, nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có liên hệ mật thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nói chung, thị trường bất động sản nói riêng, được khẩn trương lấy ý kiến bàn thảo, sửa đổi. Điều này không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt, mà còn góp phần quan trọng để giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong giai đoạn mới mà luật cũ đã ban hành cả chục năm trước, chưa thể tính toán để có thể đề cập. Các bộ luật bắt đầu nó thể hiện sự lạc hậu, không theo kịp, cũng như là do có quá nhiều những cái mới và luật cứ đuổi theo những cái mới, ban hành rất nhiều những cái nghị định để xử lý kịp thời những cái vấn đề mới thì nó lại sinh ra những cái vấn đề mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, do vậy là làm cho cái xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chính quyền nó bắt đầu là vấp phải những cái vấn đề mà nếu làm đúng cái này thì sai cái kia, mà cứ sai thì là lại bị xử lý. Việc thông qua ba bộ luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản được nhiều người dân mong chờ và đưa vào triển khai sớm trước 5 tháng đang được đón nhận và chờ đợi. Câu hỏi đầu tiên xin hỏi ông Bình rằng là ông cảm thấy cái sự quan trọng của ba bộ luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với cuộc sống của mình như thế nào ạ? Vâng, tôi thấy rất quan trọng chứ ạ. Quan trọng ở chỗ như thế này, chúng ta cần thiết lắm những cái nội dung mới đây sửa đổi của các cái bộ luật đó. Lấy ví dụ như tôi đây này, thì tôi đã có mảnh đất mua chung với mấy người bạn, giờ dính vào đất phục vụ dự án, nhưng mà chủ đầu tư và bán định giá thì lại định giá quá thấp, thậm chí thấp đến hàng chục lần. Và như vậy thì bởi vì người ta căn cứ vào những cái định chế cũ, những cái niêm quyết cũ, nay có sự sửa đổi thì rõ ràng là chúng tôi đã thuận lợi hơn, chúng tôi đã có dịp để mà thực hiện được cái mong mỏi của mình.
Như vậy thì ông Bình đã nghiên cứu rất là chặt chẽ và kỹ lưỡng các cái quy định và điều khoản của luật đất đai. Và một trong những cái nội dung quan trọng nhất của cái luật mới lần này chính là định giá đất theo giá thị trường như ông vừa nói đấy ạ. Vậy cũng như ông và các cái người dân khác thì rất là mong những cái luật sửa đổi này được đi vào thực tế, có đúng không ạ? Vâng, thật sự là mong chờ. Tôi lại lấy cái ví dụ như cái mảnh đất trên vừa kể, do nó rơi vào quy hoạch cho nên là xây không được mà ở cũng không xong. Thế rồi kiện cáo rất mất thời gian của nhiều người. Giờ cả khu vực đều không ổn định được, bởi đó là dự án treo. Thế do không ở được, không sử dụng được, cho nên nó dẫn đến là mất vệ sinh, liên quan đến kể cả an ninh trật tự xã hội nữa. Thế bây giờ có luật mới nó hiệu lực, như vậy là cả xóm đều mừng. Bởi lẽ là đây là điều kiện để thực hiện được cái mình đang mong đợi. Vui mừng hay là vẫn còn một chút lo lắng về cơ chế chính sách không thưa ông? Bởi tôi nghĩ rằng thì là với cái nghề nghiệp của mình thì ông cũng đã ít nhiều tìm hiểu kỹ về luật ạ. Vâng, đúng là tôi có tìm hiểu kỹ về luật, nhưng thú thật là luật nó rất là dài, rất là nhiều nội dung. Và như vậy khi mình nghiên cứu ấy cũng chỉ chú mục vào những cái gì nó tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình mà thôi. Thế thì tôi thấy là rằng là cái luật đất đai hay luật nhà ở ấy, thì đều gắn liền đến cái quyền lợi và trách nhiệm của chúng ta, mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân. Tôi có theo dõi cái kỳ họp vừa rồi của Quốc hội khi người ta bàn thảo để đưa ra những cái điều khoản sửa đổi của các cái điều luật này, thì và tôi thấy rất đồng tình với một số ý kiến cho rằng là rất cần cẩn trọng, cần tính toán đầy đủ làm sao để cho việc ban hành các nghị định cũng như các thông tư hướng dẫn mà do các đơn vị soạn thảo, nhất là khi các bộ luật khi này đưa vào áp dụng rồi ấy, thế rồi nó có do chỗ là nó có quan hệ rất chặt chẽ với nhau và ràng buộc với nhau, và như vậy nếu như mà nó không linh được với nhau, không thông được với nhau thì sẽ làm gây khó cho các đơn vị triển khai, cũng như là khi mà luật thì sửa đổi thì rõ ràng rồi nhưng cái hướng dẫn thì vẫn làm cho nó gây khó cho các đơn vị thực hiện. Dạ vâng, chúng tôi cũng đồng ý với nhận định này, bởi như ngay từ đầu đã khẳng định, đưa ba bộ luật cùng lúc vào triển khai sớm 5 tháng so với nghị quyết trước đó là việc chưa từng có trong tiền lệ. Tuy nhiên trên thực tế, để luật ứng dụng đúng, chúng, đồng nhất và đồng bộ lại là việc rất cần. Tại thời điểm này, các cơ quan chức năng đang khẩn trương để hoàn tất các công việc được giao. Với các quy định chuyển tiếp tại luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã giao các bộ, ngành rà soát, đánh giá tác động vướng mắc có thể phát sinh. Chính phủ cũng đã có phương án phù hợp để thể chế hóa trong luật, bảo đảm không gây khó khăn, vướng mắc cho quản lý đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý, giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển và đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội. Ủy ban Kinh tế ủng hộ chủ trương để các luật trên sớm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, việc sửa đổi hiệu lực của các luật sẽ tạo áp lực rất lớn trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng của các văn bản cần được ban hành, nhất là các văn bản do địa phương ban hành nên ngay từ đầu cho tới lúc được thông qua và thống nhất triển khai sớm trước 5 tháng so với nghị quyết ban đầu. Nội dung này liên tục được nhiều đại biểu đề cập. Đề nghị là chúng ta sẽ không chạy đua về tiến độ, không vì tiến độ mà chúng ta phải đẩy nhanh cho nó thật sự là sớm phải hoàn thành các nghị định, mà phải làm chuẩn bị nghị định này nó thực sự là chất lượng là hàng đầu và nó phải đảm bảo đồng bộ để tránh những cái chuyện là những cái hậu quả mà chúng ta chạy đua. Từ nay cho đến 1 tháng 8 có thể hoàn thành được các nghị định này không thì tôi cho rằng không nên đặt cái mục tiêu đó. Các vấn đề liên quan đến việc chống trục lợi chính sách từ luật cũng đã được các đại biểu thẳng thắn đặt ra. Theo đó, cần sự đánh giá một cách chính xác và cụ thể nhất để các nghị định, thông tư sẽ hướng dẫn thi hành luật chứ không tạo lỗ hổng cho luật. Cái hướng là sẽ giao lại chính phủ cái trách nhiệm để làm thế nào để cái việc thực thi pháp luật nó được đảm bảo. Để đảm bảo rằng là đến ngày 1 tháng 8 thì khi mà luật này được có hiệu lực thì cái tính thực thi nó đảm bảo được tránh cái khoảng trống pháp luật, rồi đảm bảo cái lợi ích của các cái đối tượng chịu tác động và tránh xảy ra tiêu cực và trục lợi chính sách. Tuy nhiên chỉ tập trung được những cái vấn đề mà cốt lõi nhất để làm thế nào khi mà luật ban hành được mà khơi thông được những cái vấn đề mà
các cái đạo luật cũ nó gây vướng mắc cản trở. Tính cho tới thời điểm này, đánh giá chung ở các đơn vị như Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm soạn thảo dự thảo nghị định cho luật đất đai, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm soạn thảo dự thảo nghị định cho luật nhà ở và kinh doanh bất động sản đều đang cố gắng hoàn tất một cách nhanh nhất các nhiệm vụ được giao, phân công, phân nhiệm cụ thể việc cần làm tới từng tổ nhóm làm. Ví dụ tại luật nhà ở, có 3 nghị định gồm nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở, nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, nghị định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Trong suốt khoảng thời gian qua, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến trọng tâm ở hai nhóm đối tượng là doanh nghiệp, đơn vị đầu tư dự án và các địa phương, đơn vị quản lý dự án. Mục tiêu cao nhất là đưa luật cùng các nghị định thông tư vào cuộc sống một cách sớm nhưng đúng và trúng các vấn đề đang được quan tâm, khắc phục và giải quyết những tồn tại trong giai đoạn trước. Luật nhà ở sửa đổi, rồi luật đất đai cũng đã được Quốc hội thông qua rồi. Thì chúng tôi cũng đang triển khai các nghị định. Các vấn đề khó khăn trước đây cũng đã được nhận diện và cũng đã được điều chỉnh ở trong các cái luật này. Thế tuy nhiên để triển khai chi tiết hơn thì chúng tôi cũng đang cố gắng là tháo gỡ. Ví dụ vấn đề về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, trước đây chúng ta quy định nó cũng hơi cứng nhắc. Thì lần này chúng ta mở hơn. Xin giới thiệu thêm là nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở sẽ thay thế nghị định 99/2015 và nghị định 30/2021 của Chính phủ. Nghị định này quy định 23 nội dung, chia thành 10 nhóm chính, được bố cục thành 12 chương, 89 điều, bám theo bố cục của luật. Đối với nghị định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ, sẽ thay thế nghị định 69/2021. Nghị định này quy định 8 nội dung, chia thành 6 nhóm chính, được bố cục thành 8 chương, 38 điều. Trong luật nhà ở, đã dành hẳn một chương, chương 4, quy định về chính sách nhà ở xã hội, trong đó giao Chính phủ quy định chi tiết về 17 nội dung, chia thành 4 nhóm chính, được bố cục thành 6 chương, 77 điều. Vâng, thưa ông, ở luật nhà ở mới thì đã dành hẳn một chương để dành cho nhà ở xã hội. Và ông có đồng ý rằng là luật nhà ở mới thì đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với người thu nhập thấp. Và nói cách khác thì nhà nước và chính phủ sẽ dành toàn bộ nhân lực, vật lực để hiện thực hóa một chủ trương đầy tính nhân văn, đó là mọi người dân đều có nhà. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định đó, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng là ở đất nước nào hay ngay cả thủ đô chúng ta cũng thế thôi, luôn có sự phân tầng về giàu nghèo, mà thậm chí có thể nhìn nhận rằng là ở thủ đô chúng ta thì cái thu nhập thấp vẫn chiếm cái tỷ trọng lớn hơn. Và như vậy, khi mà cái luật này nó đã dành cái sự quan tâm rất lớn đối với những người có thu nhập thấp thông qua cái chính sách về nhà ở xã hội chẳng hạn, thì cái điều đó rất là tốt. Như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi là những viên chức bình thường thôi, thì xét đến cùng thì cũng là thuộc nhóm thu nhập thấp. Cho nên chúng tôi rất mong chờ các cái chính sách mới này. Luật mới này thì được sửa đổi, được đưa ra ban hành như chị nói đó, đã sớm trong 5 tháng, thì rõ ràng trong sự vui mừng của những cái đối tượng như chúng tôi. Thế nhưng mà tuy nhiên chúng tôi mong rằng là khi thực hiện đấy, xây nhà cho người có thu nhập thấp, thì chúng ta không nên để vì cái danh là thu nhập thấp mà lại chất lượng thấp chẳng hạn. Tất nhiên ở đây chúng ta không đòi hỏi rằng là với tiêu chuẩn mẫu mã tân kỳ Tây Tàu này khác, nhưng chắc chắn nó phải đáp ứng được mọi cái điều kiện tối thiểu về công năng, rồi về chất lượng. Thế thì chúng ta lấy ví dụ như những người làm công nhân ở các cái khu công nghiệp, công nghiệp chẳng hạn. Thì nếu một khi hạ tầng mà ổn định rồi, thì bên cạnh đó là phải hệ thống trường học, rồi các hệ thống dịch vụ cũng phải được cung ứng cho họ. Thay vì là khi vào ở rồi mà mọi cái nó chẳng ra đâu ở đâu cả. Và nếu như mà chừng nào mà không có được sự đồng bộ như vậy ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái luật nó vẫn không phát huy được tác dụng và không thực sự đi vào đời sống. Vâng, vậy thì ông có thể nói rõ hơn là ông mong chờ những cái nội dung nào được không ạ? Luật nhà ở 2023 đã có thay đổi lớn về đối tượng và điều kiện của người mua nhà xã hội. Chẳng hạn, ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, thì do chỗ là đã có mảnh đất của ông bà cho ở quê để thờ cúng. Nhưng trên Hà Nội này, cả vợ chồng đều chưa có chỗ nào cả. Thu nhập thì xét đến cùng là đáp ứng được tiêu chí. Thế nhưng rồi ngắm nghía bao nhiêu chỗ
bao nhiêu dự án qua mà cũng không đủ điều kiện để xét duyệt. Hầu như là hầu hết là đều bị loại từ vòng gửi xe. Giờ luật mới sửa đổi, chúng tôi tin tưởng là sẽ có được chỗ an cư. Dưới góc độ của người dân thì rõ ràng là cái điều kiện được nới lỏng, như chưa có nhà ở này, thế rồi đất ở tại thành phố, ở khu đô thị đang sinh sống cũng chưa có, thì rất mong chờ. Còn từ bình diện tôi là một người hoạt động xã hội, thì tôi thấy rằng là thị trường đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản nó sẽ cởi mở và thông thoáng hơn trong cái chuyên đề là phát triển cái nhà ở xã hội, huy động được các cái nguồn lực của các doanh nghiệp để tham gia. Vâng, cá nhân tôi cũng tin rằng nhà ở xã hội không chỉ góp phần an cư cho người thu nhập thấp đâu, mà còn tạo hiệu ứng domino khi cân đối giữa nguồn cung nhà cao cấp và bình dân, từ đó bình ổn quỹ nhà, hạn chế việc lũng đoạn hay thổi giá. Vâng, có quá nhiều cái được ở đây phải không ạ? Và tại luật nhà ở 2023 còn có rất nhiều thay đổi lớn khác và chúng tôi đã tạm tổng hợp thành 4 điểm mới đáng chú ý như sau. Một số điểm mới của luật nhà ở 2023. Theo đó, điều 8 luật nhà ở 2023 sẽ quy định về đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định. Điểm mới tiếp theo là căn hộ chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng. Các căn hộ chung cư mini sẽ được xem xét cấp sổ hồng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định và xây dựng nhà ở có từ 2 tầng trở lên, có quy mô dưới 20 căn hộ, mà tại mỗi tầng có thiết kế xây dựng căn hộ để cho thuê thì phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Điểm mới thứ ba là quy định cưỡng chế di rời khỏi nhà chung cư diện phải phá dỡ. Theo đó, nếu quá thời hạn mà người chấp hành không chịu di rời, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định cưỡng chế, trong đó bao gồm đầy đủ tên, địa chỉ chủ sở hữu, thời gian thực hiện, địa điểm bố trí chỗ ở tạm thời, kinh phí thực hiện cưỡng chế, v.v. Điểm mới khác nữa là chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo đó, chủ đầu tư nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách sẽ được hưởng các ưu đãi như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Do vậy, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục liên quan, được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế, được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội và được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ thương mại, nhà ở thương mại. Vâng ạ. Chúng ta đã nhắc đến luật đất đai, luật nhà ở. Vậy còn luật kinh doanh bất động sản thì dưới góc độ một nhà xã hội học thì ông đánh giá như thế nào về việc đưa luật vào triển khai sớm trước 5 tháng và ông quan tâm đến những cái nội dung nào nhất ạ? Tôi thấy rằng như thế này, ngay từ tên gọi của nó, nó có chữ kinh doanh nên nó đã phản ánh được vào cái lĩnh vực mà luật hướng tới. Cái đó là cái rất là tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người dân giống như tôi chẳng hạn thì đều dành cái sự tin tưởng vào luật sẽ góp phần mang lại một thị trường bất động sản lành mạnh và minh bạch. Đây là cái mà chúng ta vẫn đang thiếu và yếu. Luật mới cũng đã quy định rõ hơn về điều kiện mua bán này, đặt cọc này, rồi nhà hình thành trong tương lai, rồi quy định về việc là người làm nghề môi giới bất động sản thì phải có đào tạo, phải có bằng cấp chẳng hạn. Thế như vậy có nghĩa là việc kinh doanh bất động sản trở nên chuyên nghiệp hơn, rõ ràng hơn. Và như vậy nếu chúng ta tính ngược lại thì rõ ràng phải chăng là luật nó đã và sẽ đi vào cuộc sống. Vâng, khi luật đi vào cuộc sống nghĩa là luật đã thành công phải không ạ? Tôi đang hiểu nôm na là như vậy. Và rõ ràng với rất nhiều những câu chuyện chúng ta vừa trao đổi thì ba bộ luật đất đai, nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm hơn 5 tháng đã đang được dư luận chờ đợi, đón nhận. Chúng ta hoàn toàn có thể dành niềm tin rằng thị trường nhà đất sẽ được ổn định hơn bằng hệ thống luật mới. Đây cũng là chủ đề chương trình mà chúng ta đã bàn luận. Đến đây thì chương trình Chuyện Đô Thị tuần này đã tạm dừng. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã đến và tham dự buổi tọa đàm hôm nay của Đài Hà Nội. Đến đây thì thời lượng Chuyện Đô Thị tuần này cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.